Hello, dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Gất Việt. Thì sau khi cái vụ việc của Thiền Am bên bờ vũ trụ nó dần được lộ ra ánh sáng ha, khi mà cơ quan chức năng người ta vào cuộc đó cả nhà, thì những cái thông tin về Thiền Am á, chúng ta thấy nó không có nhiều, chủ yếu là những thông tin trên mạng xã hội thôi, những thông tin mà lợm lặt của mấy anh em, và nói chung là có những cái nguồn tin rất là đáng tin cậy và những anh em chia sẻ lại. Còn cái thông tin thật sự từ cơ quan chức năng á, thì nó không có nhiều. Còn những cái người ngược lại á, những người bên phía mà bảo vệ Thiền Am á, thì lại càng không có thông tin. Thế cho nên bên đây mà cứ đưa ra thông tin nào là họ cứ nói là bịa đặt, cứ đưa ra thông tin nào là họ nói bịa đặt. Chẳng hạn như mới đây thì bên phía luật sư của Thiền Am á, họ nói rằng là những thông tin trên mạng xã hội đều là vu khống bịa đặt hết. Bởi vì thật sự là cơ quan chức năng chỉ khởi tố một vụ án theo cái điều 331 của cả nhà. Nhưng mà thật sự khởi tố vụ án là một chuyện, rồi người ta đang điều tra những cái vụ án khác, đúng không? Thật sự thì báo chí chính thống đã lên tiếng hồi 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 ngày 4 tháng 1 rồi. Người ta đưa ba cái tội danh mà đang điều tra, nào là lợi dụng quyền tự do dân chủ nè, lừa đảo ha, và lụm lon. Thì rõ ràng báo chí đã chính thống đã đăng, chứ đâu phải là mấy anh em đang bịa đặt vu khống gì đâu. Nhưng mà họ vẫn đang tin vào cái chuyện đó. Thì thôi thì mai mốt đi rồi biết ha. Cái vụ việc này mình nghĩ là nó sắp rồi, sắp tới rồi. Bởi vì mới đây nè cả nhà, mình tìm thông tin ở trên mạng xã hội thì thấy một cái nick tên là Lê Thanh Minh Tùng đăng một cái status nói rằng là ông Lê Tùng Vân sắp chính thức bị tạm giam gì đó, nghe hết hồn chứ. Ủa sao sao thông tin này nóng sốt vậy mà không nghe ai đưa tin lên hết vậy? Mình xác nhận lại á, thì Minh Tùng nói này không phải nick của em. Minh nick này là nick của ai á? Nếu mà thật sự thì vậy thì có lẽ là muốn gây tiếng vang hay gì đó thì không biết, nhưng mà cái nick đó là nick giả. Để rõ ràng luôn là ông Lê Tùng Vân chuẩn bị tạm giam, bị chuẩn bị bắt gì đó. Đó thì thông tin giả thôi. Nhưng mà mấy ngày hôm nay thì chúng ta thấy bên phía Thiền Am á, họ liên tục đăng những cái video clip, rồi họ cho nít đầu lên khóc lóc, rồi kể lể rất là nhiều luôn, để người ta thấy cảm thương, người ta thấy có lẽ là Thiền Am bị ức hiếp rất là nhiều luôn. Cho nên nhiều người cũng nóng lòng, không biết là những cái người trong Thiền Am á, đặc biệt là những người đang bị tạm giam đó, họ sinh sống như thế nào, và cái phản ứng của những người trong trong hộ gia đình Thiền Am mà hiện tại ra sao, đúng không? Mặc dù họ đưa lên clip đó, nhưng mà dễ gì những cái thông tin mà chính thức thì họ đâu đưa, họ chỉ là đưa những cái thông tin khóc lóc lên thôi để gây áp lực chính quyền thôi. Do đó mới đây mình thấy một cái tờ báo đăng với tiêu đề rất là hay luôn, chưa đọc luôn, để mình đọc cái tiêu đề xong mình đọc chia sẻ cái bài báo cho cả nhà nghe luôn. Báo này là báo Sao Star, saostar.vn nha, đây là báo chứ không phải là trang tin nha. Đăng với tiêu đề là tình trạng các bị can Tịnh Thất Bồng Lai đang bị tạm giam giờ ra sao. Rất là thu hút không? Nó không biết giờ mấy ổng sao ha. Để mình chia sẻ luôn. Mới thấy cái tin là mình chia sẻ cả nhà luôn nè. Các bị can trong vụ vụ án khởi tố Tịnh Thất Bồng Lai gồm Lê Tùng Vân, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên. Trong vụ án này chỉ có bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại, còn các bị can khác thì bị bắt tạm giam. Chuyện đó thì ai cũng biết rồi. Liên quan đến sự việc Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố, trước đó trao đổi với báo Tiền Phong, dẫn nguồn từ báo Tiền Phong thì luật sư Đào Kim Lân cho biết ông và bốn luật sư gồm Ngô Thị Hoàng Anh, rồi Trịnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Miến và Đặng Đình Mạnh là những người bào chữa cho bốn bị can trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Rồi các bị can trong vụ án này gồm có bốn người đó, rất là dài dòng. Trong vụ án này chỉ có bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại, còn các bị can khác bị bắt tạm giam. Cái này nhắc đi nhắc lại hoài cái nha, mà thật sự chỗ ghi chỗ này cũng chưa chưa có đúng chính xác nè. Ông Lê Tùng Vân được tại ngoại, bị cấm đi khỏi nơi cư trú đó, ghi vậy mới đầy đủ rồi. Hắn nóng lòng biết viết cái gì đây. Luật sư Đào Kim Lân thông tin luật sư đã tham gia các buổi dự cung tại nhà tạm giữ công an huyện Đức Hòa, gồm có ba bị can là Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, Trùng Dương đó đang bị tạm giam tại đây. Nguồn tin của báo Tiền Phong cũng xác nhận ngày 18 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã có thông báo gửi năm luật sư nêu trên. Nãy giờ chưa dính tới cái tiêu đề luôn á, không biết chuyện gì. Theo đó, sau khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra giấy tờ và thấy các luật sư đăng ký bào chữa cho các bị can trong
vụ lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân xảy ra tại ấp Thập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, không thuộc trường hợp từ chối đăng ký người bào chữa, cho nên cơ quan điều tra đã vào sổ đăng ký bào chữa đối với các luật sư. Đọc nãy giờ nữa bà chưa biết tình hình của mấy ổng sao luôn đó nha. Ha, rất là nóng lòng. Nóng lòng viết. Mới đây trao đổi với tờ Doanh nghiệp và Tiếp thị, luật sư Lân cũng thông tin rằng hiện nay tình hình sức khỏe của các bị can bị tạm giam đã ổn định lại, tạm ổn lại phải không? Ban đầu thì việc ăn uống hơi khó khăn do các bị can ăn chay, không thích hợp với thức ăn trong trại. Cái này là trước đây cũng nói là lần rồi đúng không cả nha, ông gì đó, ông Nhất Nguyên mà gặp luật sư Mạnh thì cũng nói là tụi tôi ăn chay, vô đây không cho ăn chay tôi mệt tôi gì đó. Bây giờ cũng nói lại vậy đúng không? Nhưng mà hình như là có khắc phục rồi. Ban đầu việc ăn uống có hơi khó khăn do các bị can ăn chay, không thích hợp với thức ăn trong trại. Nhưng các luật sư đã có góp ý với cán bộ điều tra và cán bộ trại giam về sự việc trên, nên sự việc ăn uống đã được cải thiện. Wow, vậy là rất là chiều ha, chiều lòng, có lẽ là nấu thức ăn chay gửi vô cho mấy thầy. Riêng ông Lê Tùng Vân do tuổi già sức yếu cho nên hơi khó khăn trong việc tiếp xúc hoặc khai trình. Ủa, thấy đăng clip mà âm mà có gì đâu khó khăn cả nhà, thì hỏi ông trả lời thôi chứ gì đâu mà khó khăn ha. Riêng ông Lê Tùng Vân do tuổi già sức yếu nên hơi khó khăn trong việc tiếp xúc hoặc khai trình. Tuy nhiên, cơ quan điều tra có kế hoạch bố trí thêm cán bộ y tế trong các buổi làm việc sau để hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe cho ông Lê Tùng Vân. Cái thông tin này thì trước đây hôm qua là mình đã thấy rồi, mà tờ báo này dẫn lại cái link hết hồn, tưởng là mấy ổng ở trong kia như thế nào. Vậy thì rõ rồi còn gì nữa, đúng không? Luật sư Lân cũng thông tin thêm một số buổi làm việc cùng điều tra viên, kiểm sát viên đối với tất cả các bị can trong vụ án khá thuận lợi, nhưng do thời gian Tết Nguyên Đán cho nên vụ việc sau Tết mới tiếp tục lại. Hôm nay là bảy tay làm lại rồi. Rồi dẫn lại là như tin đã đưa gì đó, cái đó là tin cũ thôi. Vậy là cuối cùng cái tờ báo này chỉ nêu ra được một vấn đề thôi, đó là các thầy đã được nhận đồ ăn chay, được đảm bảo sức khỏe rồi. Và cái việc mà lấy cung hay là tiếp xúc đó thì vẫn diễn ra bình thường. Sau Tết này sẽ làm lại. Vậy mà tưởng mấy thầy trong đó khó khăn cực khổ gì đúng không? Đúng ra là cơ quan chức năng vẫn đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của thiền em. Trước đây là cho đồ ăn thường mà họ ăn chay. Khi mà cơ quan ấy, khi mà luật sư yêu cầu thì người ta cũng đáp ứng rồi. Đó là một cái điều rất là nhân đạo của Việt Nam rồi. Vậy mà cứ tối ngày đưa mấy đứa nhỏ lên khóc lóc rồi nói này nói kia để cho người ta cứ nhìn vào, người ta nghĩ là chắc là Việt Nam này ức hiếp, là đàn áp gì thì em dữ lắm. Vậy rõ ràng chúng ta thấy không, cơ bản một cái điều đó thôi, là đòi ăn chay người ta đáp ứng. Bây giờ sức khỏe đã ổn định rồi và tinh thần rất là minh mẫn, và những buổi làm việc thì cũng hợp tác rất là tốt, vậy thôi. Còn đồ gì nữa, vậy mà cứ ngày nào cũng đăng 2-3 clip lên rồi khóc lóc rồi nhớ các thầy để kêu bằng áp lực, gây áp lực với chính quyền. Thì khi mà người ta điều tra không có tội thì người ta thả, còn có tội thì phải xử, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi, đâu có gì mà phải tránh né rồi bắt đầu khóc lóc rồi nói rằng lên cầu nguyện để Đức Phật thương thả. Phật nào mà can thiệp chuyện này, đã nói tới Phật là phải nói về cái nhân quả, cái nhân mình gieo như thế nào mình sẽ gặt cái quả đó thôi. Đâu có thể nói mà ở đó ngồi cầu nguyện. Nên nhớ đạo Phật là đạo theo cái nhân quả, nhân quả làm gốc, chứ không có cái chuyện mà cầu nguyện hay là xin xỏ gì ai trên. Cái cuộc đời mình là mình vậy, mình quyết định, không có xin xỏ gì ai trên á. Còn nếu mà xin á, thì phải mắc nợ đó, đúng không? Xin thì cho là cái đó là xin là vay đó, chứ không phải là xin để cho bình thường. Bởi vậy thật sự mình nghĩ là bên Thiền An nó nên suy nghĩ lại, suy xét lại, chứ mà cứ tung những video clip lên rồi đánh động lòng thương, ngoài cái việc là câu kéo tiền Mạnh Thường Quân rồi gây áp lực chính quyền, thì nếu mà anh càng làm như vậy á thì sẽ càng lún sâu, và cái ấn tượng của cơ quan chức năng á, hoặc là ấn tượng của người dân á, đối với Thiện Em nó không có tốt nữa. Và từ đó nếu mà có những cái gì mà chút xíu thôi thì người ta cũng phải làm cho ra lẽ, người ta không có du di bỏ qua đâu. Mình phải kêu bằng có qua có lại chứ. Chứ anh cứ tối ngày anh cứ đưa những hình ảnh đứa bé đó lên để lại gây áp lực cho người ta, trong khi người ta đang làm việc rất là công chính liêm minh, đúng không? Rất là nhân đạo. Anh đòi hỏi cái gì là người ta đáp ứng cái đó.
cái điều đó thì lại không thấy, mà cứ đưa những cái tiêu cực lên để cho những thế lực bên ngoài dựa vào cái cớ đó để nói xấu chính quyền, để đặt điều rồi bắt đầu nói rằng là đàn áp tôn giáo, đàn áp thiền am, hãm hại thiền am các thứ. Ai mà hãm hại được, nếu mà họ thật sự họ không có tội không ai hãm hại được. Mình nói đi nói lại cái chuyện này rất là nhiều lần rồi. Vậy đó mà cái tờ báo đăng nó là tình hình các thầy ở trong thiền am sao mình làm hết hồn. Vậy cuối cùng là nói rằng cái thông tin là các thầy vẫn ổn, sức khỏe đã ổn, đã được ăn chay thôi. Vậy thôi. Rồi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ạ.